Hello các bạn, hôm nay mình mới vừa mua một cái gọi là cái drone thôi, cái drone máy bay điều khiển cỡ nhỏ, nó không phải được gọi là Leica nữa nha. Leica là những cái mà nó từ khoảng 10 triệu hay là 18, 20 triệu gì đó, mấy cái bự bự. Cái này thì mình chơi bình thường thôi, với lại nó cũng khá là hợp túi tiền. Với lại nó đầy đủ các chức năng để cho mình mới vừa tập chơi á, mình sử dụng nó cũng khá là ok. Tuy nhiên thì cái mẫu máy bay này mới vừa tập chơi thì cảm thấy là nó hơi khó khó xíu. Để đối với người mình nào giờ chưa có chừng tiếp xúc á, thì cũng phải mất khoảng 2-3 cục pin để bay lên nó làm quen. Tức là mình chơi 2-3 cục pin á, mỗi một cục là được 10 phút. Thì trung bình là mình chơi tầm khoảng nửa tiếng đồng hồ, nửa tiếng á, nửa tiếng liên tục thì sẽ biết được cái cách chơi, và mình sẽ hiểu được cái điều khiển của nó. Thì đây là cái đầu nè, cái đầu là cái phần bự bự này nè, còn đây là cái phần đuôi. Đối với những cái bạn mà mới vừa chơi biết chơi á, thì mình nên để cái máy bay cái đầu nó hướng về trước và cái đít nó hướng về sau. Khi chúng ta mà điều khiển nó có cái nút mà để nâng bay lên tự động á. Thì khi mà nó bay lên tự động như vậy, chúng ta sẽ điều khiển tới lui và qua trái qua phải nó sẽ dễ hơn. Cái cần điều khiển của nó là cái đây là bên trái là ga lên xuống nè, đó là ga. Và khi chúng ta sẽ gạt qua như vậy, gạt lại như vậy, thì cái đầu của máy bay nó đang ở cái hướng này nè, nó sẽ chuyển về bên đây, và chuyển về bên trái hoặc bên phải, hoặc là quay vòng vòng sau ra sau lưng đồ đối diện mình cũng được. Đó là nó quay như vậy. Rồi khi mà chúng ta quay như vậy thì cái máy bay nó quay. Còn chúng ta muốn nó lên cao thì chúng ta sẽ gạt lên từ từ, thì máy bay sẽ bay lên từ từ. Chúng ta xuống xuống hấp thì nó kéo xuống. Đồng thời á, thì nó cũng liên hệ với nhau ở cái nút bên tay phải này. Cái nút bên lên đây là cái nút lên xuống qua lại trái phải. Đó. Tuy nhiên thì nó có một cái điểm mà nó hơi khó xíu, là khi mà các bạn mà để nó cái đầu của nó hướng về phía của mình. Đó, mình điều khiển khi mà cái máy bay nó mình thấy nó qua trái, khi qua phải á, thì mình phải gạt cái cần của mình qua bên tay trái, gạt cái cần qua bên tay tay trái hay tay phải gì vậy? Nó đại khái là hình như là nó, để coi cái này mình cũng còn hơi rối rối xíu đâu, để coi nha. Khi mà nó dựng cái đầu như vậy thì chúng ta hình như phải gạt bên tay trái, đúng rồi. Nó qua trái mà nó đang bay qua bên tay 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 phải của mình, mà mình muốn qua trái thì mình phải gạt qua bên tay phải luôn thì phải. Nó thì nó ngược lại, nó ngược lại như vậy. Nói chung là nó hơi ngược ngược, cái chỗ này mình cũng chưa có nắm rõ lắm, cho nên là thường thường mình mới vừa tập chơi, mình cũng mới tập chơi thôi chứ mình cũng mấy, nhưng mình làm video vậy. Để chừng nào rành rành xíu rồi kê, trong cái lúc mà bay á, thì mình sẽ hướng dẫn bạn nó chi tiết hơn. Chứ còn giờ hướng dẫn mà kỹ thì nó cũng hơi khó cho mình xíu. Cái chỗ này mình hơi bị rối rối. Thì tốt nhất là mình nên để cái đít hướng về phía mình và cái đầu hướng về đây, thì chúng ta sẽ bẻ trái và bẻ phải nó dễ hơn. Đó. Còn nếu mà ví dụ như mà nó bị ngược chiều, nó bị cái đầu nó về hướng mình như nè, khi mà nó qua bên tay phải của mình, nó bay quanh tay phải. Mình chỉnh nó qua phải nữa, cái nó chạy luôn qua bên đây, ví dụ như vậy. Nó đâm vô tường luôn. Hoặc là ví dụ như mình đang thấy nó qua trái nè, mình chả biết cần phải chỉnh hướng nào để cho nó qua lại cho hợp lý. Chỉ cần bạn chỉnh sai một cái thôi là nó sẽ tông vô nhanh hơn nữa, cho nên là phải nắm rõ cái chỗ này xíu. Thì điều khiển nó chỉ có khó vậy thôi. Còn trên cái cần điều khiển nè, sao tự nhiên nó bắt nét kỳ ta. Cái cần điều khiển là nó có cái đây, quay gần rồi cho bạn coi, cái nút có một tay quay thôi, nó hơi khó xíu. Đây là cái nút chỉnh không đầu nè. Còn đây là cái nút mà chỉnh quay về, tự động quay về. Thì cái tự động quay về chứ cái không đầu này thì theo mình nghĩ chúng ta không có nên xài, thấy nó hơi tào lao xíu. Còn cái nút trên chứ nút dưới này là nút chỉnh chụp hình với quay phim. Đây, nút này chứ nút này. Còn cái nút này là cái nút mà để mình bấm cái nó tự động nó bay lên nè, cái nút máy trên nè. Còn nút này là nút ngắt. Khi mà mình bị trúng vô chướng ngại vật hay gì mà nó rớt xuống rồi, chúng ta bấm này để tắt cái cánh quạt liền. Đó, còn bốn cái nút này không cần phải xài tới.
Ở trên này thì cái bàn phím điều khiển này là cái chỉnh tốc độ, nó có 3 tốc độ. Thì khi mà ra ngoài trời gió thì mình chỉnh lên tốc độ như cao 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 xíu á, thì nó sẽ bay nhanh, nó lướt gió ok hơn. Còn cái nút bên đây là cái nút để mình nhào lượng. Khi mình bấm vô một cái xong rồi mình đá cái này lên, đá cái cần này lên thì nó sẽ nhào lên lượng một quay 360 độ một cái. Bấm vô một cái mình để ngang qua thì nó sẽ lộn lộn ngược qua. Đó thì cái điều khiển của nó như vậy. À, nó có thêm cái đồ mà để giữ cái điện thoại luôn nè. Đó. Rồi để giữ điện thoại. Kéo lên để giữ điện thoại lại nha. Ở dưới này là ba cục pin tiểu. Đó, mở con vít nó có con ốc á, bạn thấy cái lỗ ốc không? Mình tháo ra rồi. Rồi bên đây nó có cái chốt á, mở cái nắp này ra rồi bỏ pin vô. Còn cái nút này nút nguồn. Nút nguồn thì lúc nào mình thấy nó cũng hơi đỏ đỏ này, đó. Đây là mở lên này, đó nó chút chết nè. Rồi tắt xuống. Rồi, cái máy bay này thì nó cũng khá là dễ bay, nó có cái chế độ mà mình bấm một nút á là nó sẽ tự động nó bay lên, nó giữ cân khăn mặn như vậy, rồi mình chỉnh đi tới đi lui hoặc là mình chỉnh ga lên cao nữa đó, hoặc là ví dụ mình khởi động cho nó quay cánh ở dưới đất này xong rồi mình mới chỉnh ga cho nó bay lên đó, cái nào cũng được hết. Thì nó khá là trâu tại vì mình mới về chơi á, nó cũng hay bị va chạm cũng khá là nhiều luôn à, nhưng mà nó vẫn ok, chưa có bị hư hao gì hết. Thì đồng thời cái bộ này á là nó cho mình thêm bốn cái cánh này à, phụ kiện nó bốn cánh rồi thêm một cục pin để mình dự phòng để mình chơi thêm nữa. Tức là một cái máy bay này nó cho mình được hai cục pin. Chỗ khác thì nó chỉ bán có một cục thôi nha. Chỗ mình mua là shop đồ chơi sáng tạo thì người ta cho mình thêm một cục pin nữa. Rồi còn người ta nói là ví dụ như mình bị hư cái mấy cái bánh răng hay là hư motor gì đó thì người ta sẽ gửi cho mình. Có hàng để mình thay thế, còn mình bị hư những cái mạch điện trong này á thì chúng ta gửi hàng ra để cho người ta sửa cho mình rồi mình rồi mình nhận lại mình chơi bình thường thôi. Đó cho nên là cũng không có lo ngại cái vấn đề mà hư hỏng cho lắm. Nên cũng có cái đồ thay thế đồ được hết. Thì chơi mình cứ yên tâm mình chơi thôi. Thì cái này nó khá là bền luôn. Thấy ok lắm. Hồi nãy không gắn cái cản này thì nó có nguy cơ là gãy cái này cao. Nhưng mà gắn cái cản này thì nó đã đỡ được khoảng 70%. Tuy nhiên thì nó vẫn, nếu mà xui xui nó cũng bị gãy thì mình có đồ mình thay luôn. Thì muốn thay thì gỡ cái núm này ra rồi mở con ốc, nó có cho mình theo cái tua vít đó để mình mở cái con ốc này ra, mình lấy cái cánh này ra xong rồi mình thay cánh khác vô. Nó có bốn cánh. Thì chơi mà gãy nữa thì có cánh thay luôn, người ta có bán cho mình luôn thì nó cũng không có bắt bao nhiêu. Thì con này nó có camera truyền về điện thoại mình trực tiếp luôn nè, quay phim được rồi chụp hình rồi được đây nè. Rồi chỉnh lên chỉnh xuống camera ấy lên ấy xuống được, nhưng mà cái mẫu này thì đừng có hy vọng vào cái camera của nó thì nó rất là xấu luôn. Còn cái đít này ở chỗ mà gắn pin nè, gắn ở đây nè, rất là đơn giản dễ dễ tháo lắm. Còn đây là công tắc của nó. À, cái thường thường ở mình mua cái con này mình đã nghiên cứu cũng khá là nhiều cái dòng rồi, thì trong cái tầm tiền 1,2 triệu thì con này là ok nhất. À, nó gấp lại được luôn, nó gấp cánh lại mình đem đi heo được. Còn những cái con mà nó cũng tầm 1,2 triệu đó, bự bự hơn con này xíu thì nó có cánh cứng luôn, thì mình đem đi đi tới lui nó hơi khó xíu. Cái này mình gấp lên bỏ ba lô mình đi bình thường, thì mình gắn cái keo 3M á vô đây xong mình gắn cái SG cam lên đây là bình thường nè. Cái cánh của nó nè, đó cái cánh của nó không có đụng tới cái SG nha. Đó mình canh ngay cái khoảng giữa này nè, mình gắn SG cam vô đây. Thì cái con này nó câu cái con SG cam lên nổi. Hồi hôm bữa mình có coi clip trên nước ngoài người ta có làm rồi. Gắn ngay vị trí này nè. Đó, khi mà nó bay lên nó bay vậy. Thì cái SG cam á, cái góc nó cũng khá là rộng luôn, nó sẽ quay được cái cảnh rất là đẹp. Và nó đầm nữa, nó không con này nó bay khá là đầm luôn, nó không có bị chao đảo nhiều như là những cái con mà rẻ tiền khác. Đó, mình cũng nghiên cứu cũng khá là nhiều dòng rồi thì mình đã lựa chọn nó. Còn gắn SG cam dưới này thì cũng được luôn, nhưng mà khá là mạo hiểm. Một cái là khi mà nó đáp xuống á, thì cái SG cam mình nó có nguy cơ là nó trúng đất nhiều hơn, cho nên gắn trên lưng nó là ổn nhất. Khi mà nó bay lên cũng đầm hơn nữa. Còn mình gắn về mà mỗi lần rớt xuống là nó giọng cái SG cam mình xuống đất cái đụng. Mà xui cái là mình gắn SG cam mình không có gắn hộp được nha. Gắn hộp lên là nó nặng lắm. Thì có cho dù mà nó có bay được đi chăng nữa thì mình nghĩ là nó cũng không có ngon lắm, cho nên là gắn cam ở ngoài này thường thôi.
Cái clip mà để mình test đó thì chắc là mình sẽ quay sau cho các bạn coi nha. Con này thì mua cũng khá là ok, tuy nhiên thì mình thấy có một cái điểm mà hơi bất cập ở trên cái đầu mod này rồi, không biết là cái con này nó phải là hàng xịn không, để mình coi mình nghiên cứu lại xíu. Bây giờ nó đã hàng Trung Quốc rồi mà còn làm giả này thì thôi thua luôn. Chào tạm biệt các bạn nha. Thì nó cũng khá đơn giản, nó có cuốn sách hướng dẫn sử dụng luôn. Còn nếu mà mình lên YouTube mình coi á, có nhiều cái clip mà người ta hướng dẫn mình xài cái dòng máy này khá là nhiều và chi tiết luôn.